Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 14 tháng 11 và bây giờ đến những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Quốc hội thảo luận về luật đất đai sửa đổi. Trường Trung học phổ thông Khoái Châu kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Hưng Yên có 17 cá nhân được phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi cho khu dân cư ở thôn Đặng Xá. Nhếch nhác biển quảng cáo truyền thông ngoài trời. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội đã dành nhiều thời gian tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật phức tạp, phạm vi tác động rộng, được xã hội rất quan tâm. Luật đất đai được coi là một đạo luật rất quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tới tất cả các tổ chức và từng người dân. Việc sửa đổi bổ sung luật đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ của Quốc hội. Dự kiến phải bàn thảo ở 3 kỳ họp để có thời gian rà soát kỹ lưỡng với tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Trước đó, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật này với 228 lượt ý kiến phát biểu tại 19 tổ. Về cơ bản, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều đồng tình với sự cần thiết sửa đổi luật để thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường, khắc phục bất cập, hạn chế của luật hiện hành. Tại kỳ họp, nhiều đại biểu cũng đã góp ý tranh luận các nội dung trong dự án luật đất đai sửa đổi như việc xây dựng bảng giá đất, quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, công tác quản lý nhà nước trong việc nhận chuyển nhượng, kiểm soát việc chuyển đổi mục đích của chuyển nhượng, cần quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của công dân về đất đai, điều kiện thu hồi đất. Tranh luận về quy định thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, dân tộc tại điều 86, đại biểu Đào Hồng Vận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng các dự án phát triển kinh tế xã hội nếu thỏa thuận được với người dân là rất tốt và người dân đồng thuận, tuy nhiên phải trao đổi rất kỹ. Đại biểu băn khoăn. Tuy nhiên, để làm rõ, tôi không biết Bộ Tài nguyên Môi trường đã khảo sát đánh giá các dự án theo Điều 73 của Luật Đất đai 2013 hay chưa. Tuy nhiên, tại địa phương của tôi, rất khó thực hiện và đang gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư khi bỏ ra một số tiền lớn để đền bù nhưng không thể đưa dự án vào thực hiện do một số người dân đòi giá thỏa thuận rất cao, gấp nhiều lần so với người mà đã thỏa thuận mà đã đền bù trước đó. Và có những trường hợp thì giá nào cũng không chịu. Nếu chấp thuận đền bù thì sẽ gây mâu thuẫn ngay trong nội bộ của người dân. Đấy, vì người được cao, người được thấp. Đấy thì cái này đề nghị Quốc hội nghiên cứu. Mặt khác, đối với dự án phát triển đô thị, nhà ở thương mại, đấu giá, sử dụng đất, thì theo dự thảo chúng ta lựa chọn nhà đầu tư qua hình thức đấu giá, đấu thầu và nhà nước trực tiếp đấu giá đất ở. Vì vậy, đương nhiên nhà nước phải tổ chức giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch đấu giá. Nếu như vậy, nhà nước sẽ khó thực hiện cái việc thỏa thuận. Và theo tôi, nhà nước có thể thu hồi đất, tuy nhiên giá đền bù, hỗ trợ phải đảm bảo để đảm bảo lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trong ngày, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua dự án luật thanh tra sửa đổi, luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Sáng qua, Trường Trung học phổ thông Khoái Châu tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hảo. Trường Trung học phổ thông Khoái Châu được thành lập từ năm 1962 là một trong 4 trường trung học phổ thông đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Với truyền thống dạy tốt học tốt, trong 60 năm qua, các thế hệ giáo viên và học sinh của trường luôn vượt qua khó khăn để vươn lên, khẳng định là địa chỉ tin cậy của ngành giáo dục, nơi gieo hạt giống tri thức ươm mầm tài năng, nâng cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thầy giáo và học sinh lên đường nhập ngũ chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trưởng thành từ mái trường này, nhiều học sinh đã trở thành các nhà khoa học, anh hùng lực lượng vũ trang, sĩ quan cao cấp, lãnh đạo cơ quan doanh nghiệp, chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đến nay, cơ sở vật chất nhà trường được quan tâm xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đội ngũ nhà giáo đảm bảo số lượng và chất lượng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện dạy học, phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học hiện đại vào giảng dạy. Trường Trung học phổ thông Khoái Châu đã có hơn 32.000 học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng luôn đứng ở top đầu của tỉnh.
Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao huân chương độc lập hạng 3 tặng nhà trường. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống thực hiện tốt mục tiêu giáo dục hiện nay, đội ngũ giáo viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của nhà giáo, có phương pháp sư phạm tốt, có tư duy đổi mới, nghiên cứu trao đổi năng lực chuyên môn, thực hiện hiệu quả phong trào sáng tạo trong dạy và học. Các em học sinh cần phát huy tính sáng tạo, năng lực trong học tập, áp dụng bài học trên lớp vào nghiên cứu những vấn đề trong thực tiễn, có ý chí phấn đấu vươn lên, lĩnh hội tri thức, biến những ước mơ hoài bão trở thành hiện thực. Hội đồng nhân dân huyện Kim Động vừa thông qua một số nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn năm 2022 tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cùng với các địa phương, huyện Kim Động đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình dự án trên địa bàn. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận và điều chỉnh giảm 10 dự án và bổ sung 11 công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nguồn vốn sau điều chỉnh là gần 2.500 tỷ đồng. Đối với kế hoạch vốn năm 2022, do tình hình thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn cùng với hụt thu từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất không có khả năng đấu giá xong trong năm, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét điều chỉnh giảm nguồn vốn của 34 công trình với số vốn giảm 80 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho 628 cá nhân, trong đó tỉnh Hưng Yên có 17 cá nhân. Đáng chú ý, nghệ nhân ca trù Đỗ Thị Thanh Nhàn là người đầu tiên trong tỉnh được phong tặng nghệ nhân nhân dân. Tại quyết định số 1020, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ nhân nhân dân cho 64 cá nhân, trong đó nghệ nhân ưu tú Đỗ Thị Thanh Nhàn, trú tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân loại hình di sản nghệ thuật trình diễn dân gian. Ngoài ra, 16 cá nhân của tỉnh Hưng Yên được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Cụ thể, ở loại hình di sản nghệ thuật trình diễn dân gian có 3 nghệ nhân ưu tú là ông Đỗ Văn Lên, Vũ Văn Việt, bà Trần Thị Dua. Ở loại hình di sản nghệ thuật trình diễn dân gian có 13 nghệ nhân ưu tú là bà Lê Thị Dục, bà Trịnh Thị Mỹ, bà Nguyễn Thị Nga, bà Nguyễn Thị Bái, bà Bùi Thị Thắm, bà Phạm Thị Tâm, bà Nguyễn Thị Mùi, ông Trần Văn Áp, bà Nguyễn Thị Yến, bà Đào Thị Tự, bà Trịnh Thị Phái, ông Bùi Văn Kiên, ông Nguyễn Văn Tú. Các nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú này đều có nhiều công hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 1 nghệ nhân nhân dân và 34 nghệ nhân ưu tú. Khu dân cư ấp Dâu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khu dân cư ấp Dâu có gần 500 hộ dân. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân trong thôn luôn thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thu nhập bình quân đạt 62 triệu đồng một người trên năm, không có hộ nghèo. Nhiều năm liền, khu dân cư ấp Dâu đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Có trên 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 8 gia đình đạt danh hiệu ông bà mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền. Thời gian qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh được triển khai sâu rộng. Nhờ đó, khu dân cư đã thực hiện tốt quy ước hương ước văn hóa trong việc cưới việc tang, không có hộ vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè. 3 năm gần đây, khu phố không có đối tượng nghiện ma túy, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ngày càng phát triển. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, nhắc nhở và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái nghị quyết của chi bộ hàng tháng đề ra trong khu dân cư và các nhiệm vụ của cấp trên triển khai xuống. Thưa quý vị và các bạn, giữ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Nhận thức rõ điều đó, những năm gần đây, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Thời gian gần đây, bà Bùi Thị Nết ở thôn Quang Yên luôn duy trì thói quen tự phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Rác vô cơ như túi bóng, chai lọ sẽ được bà Nết để riêng vào bao, còn rác hữu cơ như vỏ rau củ quả sẽ được tập kết tại hố rác gia đình và ủ thành phân bón cho cây trồng. Rau là đúng ra rau sạch mình không bán, mà hầu như là mình ăn cả ngày. Trước kia ấy là để lẫn nó vào hàng tuần mới mang đi thì nó thật là nó mất vệ sinh lắm, nó hôi thối, nhưng mà bây giờ đến đầu đến là nó sạch sẽ gọn gàng. Còn đối với bà Mã Thị Điều, thôn Quang Yên, mặc dù bận rộn với công việc nhà nhưng ngày nào bà cũng dành một ít thời gian để chăm sóc, cắt tỉa cho những bồn hoa, hàng cây cảnh trước nhà nhằm góp phần tạo mỹ quan cho tuyến đường thôn. Từ cái ngày làm đường sạch sẽ, cảnh quan là cũng gọi là môi trường là sạch đẹp và quang khang trang. Tuổi già như chúng tôi như thế này là rất là phấn khởi, mà sống như này là rất là gọi là trong lành. Bởi vì người ta nhìn thấy con đường nó xanh sạch đẹp như thế này, mọi người ta sẽ noi theo, cứ gia đình nhà nọ bảo gia đình nhà kia, sau đó là kết hợp các ban ngành đoàn thể vào cuộc thì từ đó mới được cái con đường dẫn dắt đến ngày hôm nay. Xác định môi trường là một trong những tiêu chí rất quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà. Vì thế các hội đoàn thể đã tích cực tuyên truyền cũng như có nhiều cách làm sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan môi trường. Đến nay, Nhật Quang có tỷ lệ xử lý rác thải tại hộ gia đình đạt trên 80%, 100% hộ dân thực hiện tốt mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Ngày Chủ nhật xanh được duy trì đều đặn hàng tuần, thu hút nhiều người dân tham gia. Xã cũng xây dựng được trên 3 km tuyến đường hoa kiểu mẫu. Thành lập một cái câu lạc bộ phụ nữ lối không với túi ni lông và đã tặng làn nhựa cho hội viên để đi chợ không sử dụng túi ni lông. Chúng tôi tham gia cái mô hình phân loại xử lý rác thải rất là phấn khởi, được hội viên rất là hưởng ứng. Cái đường hoa thì chúng tôi cũng tích cực chị em phối hợp với lại cán bộ thôn trồng, chăm sóc và dọn vệ sinh hàng ngày. Có thể thấy phong trào chung tay bảo vệ môi trường tại xã Nhật Quang ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng nhằm xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và đây cũng là yếu tố quan trọng để Nhật Quang sớm đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay một số hộ dân của thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã đầu tư mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên một số hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi trong khu dân cư nhưng lại không có hệ thống thu gom xử lý chất thải, xả thải trực tiếp ra môi trường, đã khiến cho môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của những gia đình lân cận. Đây là hình ảnh ô nhiễm tại cừ Cửa Đình thuộc địa phận thôn Đặng Xá. Cừ ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen ngòm, rác và mùi hôi thối bốc lên, khiến không khí xung quanh đặc quánh vì ô nhiễm. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do hộ ông Trần Văn Lắm nuôi hàng chục con trâu. Do diện tích đất của gia đình chật chội nên nhà ở và chuồng trại chăn nuôi sát ngay trong sân nhà, hàng ngày xả thải trực tiếp ra cừ. Mỗi khi vệ sinh chuồng trại, nước thải và phân trâu tràn ra cừ, bốc mùi hôi tanh, ô nhiễm môi trường. Bây giờ thì em cũng muốn là di rời ra, chứ ở đây là đúng là mùi nó cũng ấy đấy, nhưng mà mỗi cái là bây giờ thì nó chưa có chỗ, không có ngắm được cái chỗ nào để di rời ra khỏi khu dân cư này cả. Ngoài hộ ông Trần Văn Lắm nuôi hàng chục con trâu, thì cách đó không xa, một hộ dân nuôi hàng chục, hàng trăm con lợn nhưng không xây dựng hệ thống thu gom, xử lý phân và nước thải đúng kỹ thuật nên dẫn đến ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh. Chỉ có chăn nuôi nhiều thì bây giờ chỗ nào chả thế, ở đâu bây giờ cũng thế chứ cứ gì ở đây đâu. Thế bà thấy cái mức độ ô nhiễm ở đây như nào? Nước ở đây thì nói chung các chú nhìn thì biết nên đi ăn phí này, chỗ nào thì như chỗ nào. Đó là mùi sặc sụa nên nhiều hôm ăn không ăn được mùi. Ví dụ như xây biogas thì lại không sao, nhưng đây lại đẩy hết ra mương mà. Thực tế cho thấy để phát triển chăn nuôi bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải pháp căn cơ nhất là chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, ứng dụng công nghệ xử lý sinh học. Toàn thôn Đặng Xá hiện có khoảng 80 con trâu bò và một số trại chăn nuôi lợn quy mô hàng trăm con được các hộ dân nuôi thả trực tiếp trong khu dân cư. Do quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ không đủ kinh phí đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo luật chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực thi hành từ năm 2020,
có hai loại hình chăn nuôi gồm chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại. Trong đó, chăn nuôi nông hộ là chăn nuôi của hộ gia đình có dưới 10 đơn vị vật nuôi, còn chăn nuôi trang trại là chăn nuôi tập trung tại khu vực riêng biệt dành cho sản xuất kinh doanh có từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên. Như vậy là việc chăn nuôi trong khu dân cư ở thôn Đặng Xá của các hộ chăn nuôi là vi phạm luật chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, trên nhiều tuyến đường, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tồn tại những chiếc biển quảng cáo truyền thông ngoài trời bị rách tả tơi, trơ trọi, chỉ còn khung sắt rỉ sét, xuống cấp, trông nhếch nhác và lộn xộn, thậm chí là có nguy cơ mất an toàn cho người đi đường và người dân ở khu vực xung quanh. Đây là ba biển truyền thông ngoài trời của một số sở ngành, trong đó có Sở Lao động Thương binh và Xã hội dựng lên tại khu vực xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Do tiếp xúc trực tiếp với thời tiết nắng mưa lại không được nâng cấp chỉnh trang nên ba biển truyền thông này đã xuống cấp, phòng chữ bạc phếch, chữ mờ, chữ tỏ, nhìn cũ kỹ và nhếch nhác. Biển quảng cáo này là của các sở ban ngành quảng cáo ở đây rất là lâu rồi, thế nhưng mà cái vấn đề rách hỏng cũng 3-4 năm nay rồi. Đối với lại địa phương với lại chuyên môn thì cũng đã báo cáo lên huyện, lên các sở, lên sở rồi để sở về sửa chữa, thế nhưng đến nay thì vẫn chưa sửa chữa, nó làm ảnh hưởng đến cái mỹ quan của địa phương. Những tấm biển quảng cáo tả tơi, rách như sơ mướp, chỉ còn trơ bộ khung, không còn nhận ra trước đây quảng cáo sản phẩm gì như thế này, tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh. Điều đáng nói, không chỉ có những tấm biển đặt ở các cánh đồng, gần đường quốc lộ, mà còn trong khu dân cư bị rách nát và trơ khung sắt, trông mất mỹ quan đô thị. Hiện nay là đầu làng thôn Đồng Xuyên có một cái biển của khu công nghiệp, hiện nay nó rất là rách nát. Vậy chính quyền và địa phương thôn Đồng Xuyên là muốn đề nghị là bên công trình là nên thay đổi để cho cảnh quan môi trường của thôn Đồng Xuyên cũng là nó phong quang sạch đẹp mà nó đảm bảo về công tác môi trường. Cái biển này rách nát lâu chưa mà các bác đã đề nghị này? Biển đã rách nát được khoảng tầm 2 năm rồi, nhưng về mặt chính quyền địa phương đã đề nghị nhưng bên dự án công trình chưa thay đổi. Cho nên để đảm bảo cũng chuẩn bị cho ngày 18 tháng 11 cái đại hội dân thì đề nghị bên dự án có kế hoạch thay đổi và lắp biển lại cho nó đẹp đẽ, phong quang khu vào khu dân cư của thôn Đồng Xuyên. Quảng cáo trực quan là nhu cầu không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ. Vấn đề là quảng cáo phải đúng nơi quy định, chứ không phải ở chỗ nào cũng tận dụng để quảng cáo. Sự lộn xộn trong hoạt động quảng cáo, truyền thông ngoài trời đang tạo ra một thứ rác đô thị mà nguyên nhân chính một phần xuất phát từ những bất cập trong công tác quản lý, kiểm soát của cơ quan chức năng. Trong tháng 10 vừa qua, xã Mễ Sở huyện Văn Giang đã tổ chức tháo dỡ được 29 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 4.000 m². Trong đó, xã đã vận động người dân tự tháo dỡ 28 trường hợp, một trường hợp Ủy ban nhân dân xã đã lập hồ sơ để cưỡng chế. Các vi phạm tháo dỡ chủ yếu là nhà xưởng, cửa hàng cơi nới trên đất nông nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 2040 về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã Mễ Sở đã giải tỏa 100% các trường hợp vi phạm mới từ năm 2014. Đến nay, xã đã giải tỏa được 90 trên 155 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Đối với 65 trường hợp vi phạm còn lại là các lều lán được xây dựng trước năm 2014, xã Mễ Sở tiếp tục tuyên truyền vận động các trường hợp vi phạm tự động tháo dỡ, trả lại đúng mặt bằng nguyên trạng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.